Xin chào quý chị các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với bản tin phân tích nhận định thị trường đối với của Flipboard.com. Trên video thì chúng ta sẽ cùng phân tích với cặp tỷ giá GBP giữa ban yên, tức là tỷ giá GJ ở trong phiên làm việc thứ tư của ngày 30 tháng 3 năm 2016. Trên video thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng GJ đang có một cái sự hồi phục trở lại, cũng như là giờ ta đã tăng điểm trên biểu đồ H4. Tuy nhiên thì GJ tiếp tục sẽ có một cái biên, chúng ta sẽ cần cùng phân tích cái hệ thống phân tích sóng Elliott để chúng ta có thể tìm ra được những cái điểm mua bán của trên thị trường này. Trên biểu đồ thì đối với tôi sẽ phân tích từ cái chu kỳ này, thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng trên biểu đồ thì hiện nay chu kỳ sóng Elliott, và hiện nay có vẻ như quý vị có vẻ như là GJ đang được thiết lập một cái mô hình, đó là cái mô hình vai đầu vai. Trên biểu đồ phân tích H4 thì chúng ta thấy rằng GJ đã có một sự tăng trở lại, thì có thể đây là một cái chu kỳ sóng C của trên trên biểu đồ của cái chu kỳ trước đó mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ H4. Như vậy với cái đà tăng này, chúng ta sẽ cùng tìm cái điểm mua, điểm bán cũng như là chúng ta sẽ lướt sóng. Như vậy thì trên H4 thì chúng ta mặc định với biểu đồ rằng GJ đang có một xu hướng tăng trở lại trên chu kỳ sóng. Tuy nhiên thì chúng ta bật sang M15. Trên M15 thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng với một bước sóng nhỏ, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng GJ đã có hành vi bẻ gãy chen, tức là bẻ gãy chen tại cái mức giá quanh cái vùng 161.91, và hiện nay đang có một xu hướng giảm trên khung M15. Và cái vùng hỗ trợ tiếp theo mà GJ đang được phải đối mặt đó chính là cái ngưỡng 161.59. Như vậy thì với tỷ giá GJ thì chúng ta thấy rằng nó đang có một cái hồi phục giảm điểm trở lại, tức là cái hành vi giá trong chu kỳ sóng nhỏ hơn. Chúng ta có thể thấy rằng GJ đã bị bẻ gãy chen, và rất có thể hành vi giá là sẽ test lại cái ngưỡng chen này, đó chính là test lại cái vùng cái ngưỡng 161.99, và sau đó sẽ tiếp tục có một cái sự sụt giảm cho cặp tỷ giá này về cái xu hướng giảm sâu hơn về quanh cái ngưỡng 160.34. Và quý vị cần chú ý rằng GJ đang có một cái biên độ dao động rất là mạnh mẽ, cũng như là cái biên độ giao dịch ngày khá là mạnh, nên chúng ta cần phải chú ý các điểm mua điểm bán để chúng ta tránh những rủi ro không cần thiết. Như vậy đối với GJ thì chúng ta sẽ trên M15 chúng ta sẽ cùng lướt sóng với clip.com ngày hôm nay. Chúng ta sẽ canh bán limit quanh lại cái ngưỡng 161.90 đến 161.96, chính là cái vùng mà tôi bôi màu xanh đây. Chúng ta sẽ dừng lỗ tuyệt đối khi giá xuyên phá quay trở lại cái ngưỡng 162.51, tức là chúng ta sẽ dừng lỗ khoảng độ 61 pip đến 70 pip trong cái xu hướng này. Chúng ta sẽ chốt lời cái target thứ nhất là chúng ta sẽ chốt lời lại quanh cái ngưỡng 161.59, tức là chúng ta sẽ chốt lời 40 pip đối với xu hướng lướt sóng scalping, và chúng ta có thể bổ thêm lệnh, tức là thêm một lệnh sell đối với trường hợp mà giá không hồi lại được cái ngưỡng 161.96. Như vậy chúng ta sẽ bán tiếp một cái lệnh tiếp theo khi giá dịch dưới cái ngưỡng xuyên phá qua cái ngưỡng 161.59, và chúng ta sẽ dừng lỗ hoàn toàn ở trên cái ngưỡng 162.51. Chúng ta sẽ chốt lời về sâu hơn về cái ngưỡng 160.34, tức là chốt lời khoảng từ 150 đến 200 pip cho cặp tỷ giá GJ trong phiên ngày hôm nay, đó là cái biên độ dao động trên M15. Như vậy thì rất có thể GJ sẽ có một hành vi giá test lại trên đây, cơ hội chúng ta có thể tham gia thị trường. Ngoài quý vị cần phải chú ý, chúng ta sẽ dừng lỗ tuyệt đối khi giá xuyên phá lên cái ngưỡng 162.51, và quý vị cần phải chú ý với cái phương pháp quản lý vốn, bởi vì GJ nó có một cái biên độ dao động mạnh cũng như là biên độ dao động khá là lớn, thì chúng ta cần phải chú ý giao dịch với khối lượng nhỏ để bảo toàn cái khối lượng giao dịch của mình. Đó là cái chiến lược giao dịch lướt sóng cho cặp tỷ giá GJ của clip.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.